Đầu tiên thì em xin kính chào ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng ba đội chơi đã đến tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Thì chúng em đến với cuộc thi biến đổi khí hậu trong phần thi hùng biện chúng với chủ đề biến đổi khí hậu, chúng em xin được trình bày như sau. Biến đổi khí hậu thì đã tác động đến trái đất của chúng ta rất nhiều, bao gồm hạn hán, lũ lụt, sự xâm nhập mặn, bão lũ. Và trong đó thì sản xuất nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bởi vì nước ta là một nước vẫn nông nghiệp vẫn còn phụ thuộc nhiều vào khí hậu. Và như vậy thì khi sự dị thường và tác động mạnh của khí hậu sẽ làm cho nông nghiệp của chúng ta phải hứng chịu nặng nề, như thời tiết, như nhiệt độ tăng cao thì sẽ có nhiều cây phải biến mất, cơ cấu cây trồng, động vật cũng sẽ bị thay đổi, thì trong đó lưu lượng nước sẽ cạn kiệt dần và dẫn đến hạn hán tăng cao. Và ngược lại, nếu ngược lại thì lũ lụt sẽ có xu hướng nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng đến các ngành nghề khác, ví dụ như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, vân vân, và cả sinh hoạt của đời sống của con người. Hiện nay thì miền Nam đang có hiện tượng xâm nhập mặn và sâu trong nội địa. Hiện tượng này là do băng can dẫn đến. Khi băng can thì mực nước sẽ dâng cao lên, thì hiện tượng này sẽ xảy ra. Nếu băng nước tan và tan nhanh như hiện nay thì hiện tượng này sẽ xảy ra thường xuyên hơn và mạnh mẽ hơn, và sẽ dẫn đến các hậu quả như thất thu lương thực, thất thu cây trồng, cây ăn quả, cây lương thực, và sản xuất nông nghiệp bị đình đốn. Khi nhiệt độ tăng cao thì cháy rừng có thể xảy ra, và xảy ra bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu. Trong hình này thì cháy rừng đang diễn ra. Nếu như vậy thì các nguồn khí CO2 mà các cây này đã hấp thụ trong cả một phần đời của nó sẽ thoát trở lại vào bầu khí quyển. Những khí CO2 này sẽ gây ra biến đổi khí hậu, làm cho nhiệt độ nó tăng cao. Khi đó thì mực nước cũng sẽ giảm xuống. Khi xe cộ đi thì khí CO2 này sẽ ngập đầy đường. Người đi bộ hay đi xe gắn máy đều phải hứng chịu nó. Khi mỗi cơn bão đi qua Việt Nam, khi đi qua đất nước Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta phải hứng chịu nhiều thiệt hại về người và của. Khí hậu tăng cao cũng dẫn đến người tị nạn phải đi tị nạn khí hậu, và dẫn đến không chỉ những vấn đề về văn hóa chính trị, cả về kinh tế, văn hóa, kinh tế xã hội. Biến đổi khí hậu đã gây ra chúng ta nhiều thiệt hại như thế, thì chúng ta phải có những biện pháp để ứng phó với nó. Ví dụ như chúng ta có thể đi làm gần nhà và đi làm bằng xe buýt để cắt giảm khí CO2. Và chúng ta có thể trồng cây ngay gần để những cây này có thể hấp thụ được các khí thải nhà kính. Chúng ta có thể dùng các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng gió, năng lượng nước, thủy điện, thủy triều. Chúng ta nên sử dụng ít các nguồn nhiên liệu tái tạo, và nên tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế khác. Phần hùng biện của đội em đến đây là hết. Chúng em xin cảm ơn. Đã hiểu hết. Đó là vấn đề được quan tâm không chỉ của Việt Nam mà còn của cả toàn nhân loại. Biến đổi khí hậu đang diễn ra từng giờ, từng phút, thậm chí từng giây, với những nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến đời sống của con người. Không biết người cho rằng biến đổi khí hậu chỉ do các yếu tố tự nhiên gây nên. Nói như thế là chưa đúng, vì biến đổi khí hậu chỉ một phần nhỏ là do tự nhiên, còn phần lớn là do ý thức của con người. Hàng ngày chúng ta sử dụng những loại nhiên liệu hóa thạch như than, đá, dầu.
quyển của mình những khí như CO2 là những khí nhà kính gây ô nhiễm môi trường. Khi đi các loại xe như xe ô tô, xe gắn máy thì thường thải ra ngoài môi trường rất nhiều loại khí độc hại gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đường hô hấp của con người. Không những thế, khi đi những loại phương tiện này còn có làm nguy cơ là cạn kiệt nguồn tài nguyên dầu mỏ. Còn các nhà máy xí nghiệp thì thường thải ra ngoài môi trường rất nhiều loại khí độc hại gây ô nhiễm môi trường. Và một ít nhà máy còn thải ra ngoài môi trường rất nhiều loại nước thải chưa được xử lý, làm cho môi trường ô nhiễm trầm trọng. Thường ngày trong cuộc sống, con người thải ra ngoài môi trường một lượng rác thải rất lớn, nhưng chỉ có một số ít trong đó là được xử lý, số còn lại thì bị vứt bừa bãi không đúng nơi quy định. Như tại địa phương em, tại khu dân cư xã Bình Giang, hiện tượng rác thải bị vứt bừa bãi không đúng nơi quy định và xảy ra rất thường xuyên. Mặc dù nơi đây đã được xây một hố rác và trong các loại rác thải có túi ni lông, một vật dụng rất hữu ích, nhưng khi bị vứt bừa bãi ngoài môi trường nó lại trở thành một thảm họa, bởi vì phải đến hàng trăm triệu năm sau túi ni lông mới có thể phân hủy được. Vì thế khi vứt hoặc trôi bừa bãi thì nó gây ô nhiễm môi trường như môi trường nước, môi trường không khí. Còn đốt nó thì phân hủy rất nhanh, nhưng mà khí mà nó phát ra lại tăng hiệu ứng nhà kính gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay đốt rừng cháy rừng cũng đang là một nguy cơ làm cho biến đổi khí hậu, làm tăng biến đổi khí hậu. Vì thế khi đốt rừng hay phá rừng để làm nương rẫy, để làm những khu quy, nếu làm những khu đô thị không có quy hoạch, cũng làm nguy cơ lượng khí oxy do rừng cung cấp sẽ bị biến đổi. Với những nguyên nhân trên đã làm cho lũ lụt, hạn hán, thiên tai xảy ra thường xuyên hơn, và nhất là nguy cơ băng ở hai cực ta sẽ nhấn chìm các nước ven biển và trong đó có cả đất nước Việt Nam. Băng ở hai cực ta sẽ làm cho nhiều người chết vì nạn đói, và khi khí hậu biến đổi thì các dịch bệnh truyền nhiễm sẽ gia tăng nhiều hơn, vì muỗi và ruồi sẽ sống sót, sẽ phát triển mạnh hơn trong khí hậu nắng ẩm. Để tránh những thiệt hại trên thì ngay bây giờ chúng ta cộng đồng hãy chung tay hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều biện pháp, như là giảm tiêu thụ sử dụng nhiều những năng lượng tái tạo, và đi bộ và đi xe đạp để bảo vệ môi trường. Đối với một người học sinh, chúng em vẫn có thể bảo vệ môi trường bằng nhiều cách: trồng cây quanh sân trường để tạo bóng mát, tạo cảnh quan và làm bảo vệ môi trường, và sẽ tắt những thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng học, vứt rác đúng nơi quy định. Ở gia đình, chúng em là một thành viên gia đình nên sẽ cùng gia đình của mình thay các loại bóng đèn bằng bóng đèn compact và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như hầm biogas để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Em xin hết. Và như vậy là một tín hiệu cũng là nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, có một vấn đề cấp bách và rất là thiết thân của toàn nhân loại, đó là ô nhiễm môi trường. Hiện ô nhiễm môi trường đang gây sự sống của trái đất và của hành tinh của chúng ta, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trái đất của chúng ta ngày càng nóng lên do nồng độ các khí nhà kính trong khí quyển đã tăng lên đáng kể. Vì vậy chúng ta đã dẫn đến đó là biến đổi khí hậu thì gồm có nhiều nguyên nhân tự nhiên và nguyên nhân nhân tạo. Nhưng con người chính là thủ phạm đã tác động mạnh mẽ tới ảnh hưởng của môi trường do các khí thải của các nhà máy, xí nghiệp, công ty và các chất tạo hóa học như carbon dioxide, lưu huỳnh dioxide, v.v. đã gây hại tới môi trường và ô nhiễm bầu không khí. Vì vậy chúng ta nên xây dựng các công viên trồng cây xanh và tuyên truyền cho mọi người về vấn đề bảo vệ ô nhiễm môi trường không khí. Một khi các thải được thải đó mà chưa được xử lý thì là mầm mống của nhiều loại căn bệnh cho các như là mũi, ruồi có thể gây bệnh là sốt rét và bệnh sốt xuất huyết v.v. Việc sử dụng các thuốc trừ sâu bừa bãi gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và gây hại cho con người, như ô nhiễm nguồn nước ngầm và ô nhiễm nguồn không khí. Vậy chúng ta hãy hạn chế việc sử dụng thuốc
thuốc bảo vệ thực vật thay bằng đó là dùng những thiên địch hoặc là bằng biện pháp thủ công để diệt trừ sâu bọ. Và bên cạnh đó thì chất độc hóa học cũng gây vô cùng nguy hiểm. Cách đây khoảng 20 năm thì Mỹ đã cải xuống nước ta và chất dioxin khiến hàng trăm người phải gánh chịu hậu quả là chất độc màu da cam và chúng ta không thể nào quên được. Và một điểm nữa đó là ô nhiễm phóng xạ do các chất thải của các công trường và các nhà máy phụ điện nguyên tử thường các vụ thử vũ khí hạt nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nó gây đột biến ở người, sinh vật và rất là nhiều loại bệnh như là ung thư. Việc tăng dân số quá nhanh cũng là một vấn đề vô trọng nghiêm trọng và cấp bách hơn của toàn nhân loại vì sử dụng nguồn nhiên liệu sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng như là quần áo và các loại thiết bị khác, vân vân. Chúng ta xe máy và xe ô tô thì cũng thải ra một khí thải rất là lớn, vì vậy chúng ta phải đi xe đạp và đi bộ để giảm sự phát thải của cái nhà máy kính. Chúng ta đều biết rừng là có vai trò rất là quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, giữ cân bằng sinh thái, và rừng có vai trò là môi trường sống của nhiều động vật quý hiếm. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống của chúng ta, hãy cùng nhau ngăn chặn sự chặt phá rừng. Nhưng một số người thì chặt phá rừng và gây ô nhiễm nghiêm trọng đến trái đất của chúng ta. Chúng ta hãy hành động để có thể trái đất có thể được vì hành tinh xanh của chúng ta. Ở địa phương chúng em thì có sử dụng được thì người dân đa số thì được thực hành tiết kiệm điện năng và sử dụng khí dioga để thay vào nguồn nhiên liệu ga. Và riêng bản thân của mỗi người chúng em thì luôn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chọn gác và vệ sinh đề bãi, tuyên truyền sử dụng các loại chất độc hóa, tuyên truyền rộng rãi về việc bảo vệ môi trường. Và ta hãy hành động đi ứng phó với cáo về môi trường sống như thế nào. Hết giờ cũng vừa là kết thúc.